mà nhiều clip mà cứ hung da với cái hung chưa. Là mấy ông nội này cứ ịnh cái máy vô, hung cái đi em, hung cái đi em, cứ hung cái là dính cháu, cứ hung cái là dính cháu à. Cái khổ vậy đó, thấy không? Đó. Có tiếng mà đâu có miếng đâu. Chị qua đây chị ngồi là chị hiểu rồi đúng không? Có tiếng mà không có miếng cứ ngồi lấy dấu không à. Mốt ở trên YouTube á, ai mà rảnh á, người ta sẽ coi từ tập 1 cho tới tập 100, tập 1000 xong người ta lên cái danh sách là 800 thằng chồng. Cứ mỗi một ngày là mấy ông bắt tôi hung một hai thằng. Rồi bao nhiêu mà chịu nào. Gặp ai mấy chồng ơi. Tự nhiên hung. Anh thấy cũng có trai đẹp hung em vậy. Cũng hung qua hung lại chứ đâu phải mình em hung người ta đâu. Thôi dẫn hung em cái đi cho mấy ông vừa lòng. Chồng ơi hung em cái chồng. Hôn em cái đi chồng. Khó. Ủa đâu khó. Em nói anh nghe nè. Anh cứ coi những cái này là mấy cái đèn ngủ trong phòng mình đi. Kệ nó đi. Một xíu nữa em tắt đèn thì là khác. Dễ thương quá, không hiền quá à. Nhưng mà trước sau như một nha. Rồi có sau này rồi tôi thương anh rồi cái anh thay đổi anh đánh đập tôi mỗi ngày rồi khóc chết đó. Cứ phải nhìn hoài vậy. Trời ơi, ngại quá. Có giờ lên chưa được lên YouTube. Chưa được lên là bữa nay anh chấn động nhìn dẫn nữa rồi đó. Hôm em cái đi nè. Hôm cái con. Thôi đi tên sáng vô chụp hình được rồi. Thôi chụp hình chụp cái có cái gì. Hai ông đùa cái bạn đó đi không? Đó ra cơ. Bà hay lắm, bà hiểu ý tôi. Trời ơi, trời ơi. Mở ngày luôn, vừa vô. Ngại thôi mà tại đâu lại bắt em hung anh. Tại sao anh không hung em? Anh đừng có suy nghĩ. Tại anh bình thường. Anh bình thường anh cứ hôn em đi nè. Chuyện giao tiếp bình thường. Thì anh cứ hôn em đi nè. Anh hôn em giống như anh hôn một đứa con vậy đó. Mấy anh ghi iPhone 12 mới mua mà tôi tưởng em mua iPhone 12 thiệt á. Kệ, cái gì mà vô coi có sao đâu. Có mùa ở đâu nó dán cái camera sau lưng cái ốp á. Con khùng nó độ vỏ lên. Hôn em cái coi. Dung My ơi, lại đi ngồi. Chồng, hôn em cái coi. Coi nhiều, nhiều 800 thằng đánh ghen. Một mình anh đá văng 800 thằng luôn cho em. Sức mạnh tình yêu mà. Bây giờ anh mà nó yêu em một cái thì em bỏ hết. Ừ. Phải nghe cái chữ cuối cùng nữa. Thôi mà. Đàn ông gì mà hiền dữ vậy trời. Em gặp mấy thằng kia là nó dồn lấy em không rồi đó. Không phải, mọi người biết làm sao không? Ví dụ giống như thường thường là tại sao, bởi vì tại sao em với Yumi á thích giỡn với lại bóng kính gay á, hiểu không chị? Tại vì tụi nó gần gũi, giống như nó coi mình giống như nhau vậy đó, giống như đồng gọi là đồng phạm rồi đó, kiểu như vậy đó. Ủa quên rồi, cái gì đồng gì má? Đồng môn, đồng môn, đồng môn mà kiểu gì đó, à, đồng lõ má ơi, đồng lõ. Đồng phạm anh thằng ơi. Giống như đồng lõa nhau vậy đó, hiểu không? Chứ là lỡ hung cứ quậy được, bóp vú em cũng không ngại nữa, tại vì BD với BD mà sao? Nhưng mà rõ ràng ông nội này là con trai. Ông cà khượng, cà khượng, cà khượng. Trời ơi, trời ơi. Bà gì em đích như vậy đó. Em mà chỉ cần nghe anh gồng nó là bập anh liền. Cái gu quê á. Vậy mà. Hồi xưa giờ chị giới vậy giống như người ta nói chuyện giới là phải. Thật vậy luôn. Em kể cho anh nghe, đa số người chuyển giới thì người ta thích chuyển giới về để người ta quen trai thẳng, chứ người ta không có thể nào quen gay được nữa, hiểu không? Tại vì gay thì nó chỉ thích hai thằng trai thôi, còn mình chuyển giới về mình thành con gái rồi nó cũng không thể thích mình mà mình cũng không thể thích nó. Nhưng mà khi chưa chuyển giới thì lại thích nam. Đã là chuyển giới rồi là thích nam. Trước cư người chuyển giới cũng là thích nam, nhưng mà tại do mình không chuyển giới, mình không con gái cho nên con trai nó không yêu mình. Ép buộc là mình phải chơi BD như hai thằng con trai chơi với nhau. Đó là gay là hai thằng con trai, chị hiểu không? Nhưng mà chuyển giới, tại sao mà phải đi chuyển giới là tại vì mình không có thể nào mình cặp với gay được.
mình chỉ muốn có quen được trai thẳng thôi, ép buộc mình phải làm cho mình thành con gái để mình được yêu trai thẳng. Đó, nó là như vậy. Nhưng mà em không giới về thì em vẫn đi chơi với đi. Em vẫn thích được quen gay hơn là quen trai thẳng. Tại vì biết tao không phải nô là tại như vậy nè. Trai thẳng á, rất ít người mà giống như đoàn tại sao đang em thì em thích đi chơi con trai sạch sẽ gọn gàng đúng hoa đình đúng nên thường thường cái gu của mình mà vô thì rắn hay thích rắn này kia đồ kia gì đó thì thật sự cái gu của em á khi mà nhìn chung á thì em lại gặp gay nhiều hơn, tại vì đa số gay thì nó sẽ chạy chuốt, nó sẽ sạch sẽ sạch thơm cái gì nó sẽ vậy, nó vô cái gu em nhiều hơn. Trai thẳng ai đâu mà thích nhìn chung, bởi thật thử ra tại sức kem thì nó mới trắng, thường thường vậy là đẩy vô là gay đó đa số. Nhưng mà nếu như mà trai thẳng mà sạch sẽ này kia thì tại vì thường là bản thân của em thích như vậy, em thích những người sạch sẽ gọn gàng, nói chung là em chịu cái vẻ bề ngoài gọn gàng và sạch sẽ với tương tất, cái tánh em nó kỹ nên như vậy. Nhưng mà cuối cùng là dịch cho BD không, nhưng mà giờ mấy anh cũng được rồi nha. Sao giờ anh nghe em nói gì anh buồn hả? Nhưng mà anh có hiểu em nói không? Nãy giờ nói anh hiểu mà đúng không? Thì nói chung là cái lời hỏi của trai nữa là khi mà từ chuyển giới vậy á, rồi lúc mà ở dưới nó có nguy hiểm một chuyện xong không? Lúc một chuyện cứng nhau hồi xưa người ta nói chuyển giới nhưng mà kiểu như là quan trọng là cái âm đạo và tạo hình âm đạo của mình á, nó có được trọn vẹn những cái ý mình mong muốn hay không, chứ gọi là chết thì không có chết. Hồi xưa thái giám người ta cắt phục người ta vẫn sống bình thường, đừng nói gì bây giờ y khoa y tế nó đã phát triển rồi. Thì nói chung là quan trọng là cái tạo hình âm đạo nó có ổn không, lúc mà chuyển giới về là mình phải kỹ để cho giống như được quan hệ tốt. Tại vì nếu như không kỹ, không nông cây nó sẽ dễ bị nhiễm trùng là cái đầu tiên nhất. Cái nhiễm trùng nó lâu lành đó, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình chứ không có chết nha. Hoặc là mình không có nông cây nhiều á thì mình sẽ bị cạn, bị hẹp, bị nhỏ, quan hệ không được. Kiểu nó là như vậy, chứ gọi là chết thì không có chết. Y gan đi. Y gan, nhưng mà giống như tùy vào nhìn cái đó nó có đẹp hay không. Rồi nhiều khi nó bị đen hoặc da nhiều quá nó sẽ bị dư da, nó kiểu như vậy đó. Thẩm mỹ mà. Không anh chuyển giới về lúc đầu nó sưng, sau nó lành thì bắt đầu mình muốn đi cắt bớt da hay mình làm đây làm kia thì mình mới làm được, đúng không? Cái đó không, bây giờ Việt Nam làm đó, làm rồi nhưng mà cho tiền cũng làm. Tại vì thật sự đã mất thật luôn, làm cái gì mình cũng phải cần có cái kinh nghiệm. Thì ở Thái Lan người ta đã mấy chục năm người ta làm, đặc biệt là bác sĩ thế, người ta đã làm rất là nhiều rồi. Thì đương nhiên cái rủi ro thì ở đâu cũng sẽ có rủi ro, nhưng mà đối với lại Thái Lan thì cái rủi ro của nó là 70-30%, còn lại là rủi ro, 70% là mình an toàn đó. Còn đối với Việt Nam thì đa số là sẽ bị hẹp, bị cạn, tại vì người ta mới làm có mấy tháng, 1-2 năm nay thôi thì làm sao người ta có kinh nghiệm bằng. Cho dù cơ sở hạ tầng người ta có tốt hơn đi chăng nữa, nhưng mà về kinh nghiệm để mổ, kinh nghiệm với định hình không bao giờ bằng một cái người đã mấy chục năm. Nó là như vậy. Làm được hết á. Trời ơi, cái cắt trái cổ là trái khế nè, làm cho nó nhỏ lại, nó bẻ. Tại vì cái trái cổ này của mình nó là sụn, nó không phải là cắt, không phải, mà là nó bẻ giống như cái mô ga vậy nè, cụp vô, bẻ vô. Tại vì ngay chỗ này là cái chị rr vô, chị thấy có cái mối giữa, nó sẽ làm cho cái chỗ nhồi mà bên trong nó sẽ thẳng luôn, nó thẳng luôn, bình thường thẳng luôn. Nhưng mà tại vì em đi hát thì em làm như vậy thì sợ nhiều khi người ta sẽ làm luôn cái dây, người ta cắt bớt dây thanh quản của em hay gì là em không hát được. Thành thử ra em không làm, tại vì em đi hát. Chứ nếu như mà gọi là có nhiều bạn chuyển giới về mong muốn là giấu kín thân phận cho người ta là không biết mình, cái quá khứ của mình là một thằng con trai, không người ta cho, không cho người ta biết mình là người chuyển giới, thì đương nhiên người ta sẽ làm. Thì
cho nó chuyện nhẹ lại cho mất cái cổ. Còn như em hay là tại do cái công việc, cái cuộc sống của em nó là như vậy, nó không cho em làm. Con nói là mấy lần mà con thấy chú lại cái 5-6 tiền của chú vậy luôn đó. Làm ví dụ 4 giây nó lên bất lại trên đó hoài kỳ quá. Vậy quản là cái giọng như vậy. Đúng là không có ai đi con lên. Làm đầy hết trơn. Nhưng mà tại mình đi hát mà làm buồn. Thật sự có tiền là làm được hết, chỉ trừ có làm đẻ là không đẻ được thôi. Em vậy là người phụ nữ làm được không? Phụ nữ có bị đâu làm. Thì chuyển qua đàn ông á. Nữ chuyển giới sang nam được. Trời ơi. Em nói chị nghe nè. Cái này là thiệt nha. Là cắt ngực. Là ở Việt Nam mình là có nhiều bạn nữ đi cắt ngực rồi. Cắt rồi xong rồi nhìn cái ngực vuông y chang đi tập gym vậy đó. Có nha. Nhưng mà đa số á, về cái mức chung á, của trên có riêng ở Việt Nam mình hoặc là mấy nước Đông Nam Á đó, thì là người ta sẽ đeo dương vật giả để quan hệ dành cho những người mà chuyển giới từ nữ sang nam. Nhưng mà đặc biệt về châu Âu là bên Đức thì ở bên Đức người ta đã làm luôn cho cái việc là làm dương vật giả rồi, nó tạo hình dương vật luôn rồi. Nhưng mà là cái dương vật đó sẽ cương cứng suốt đời chứ không có lên xuống như một người con trai. Anh hiểu không? Không như nữa được nhưng mà nó cương cứng như hoài vậy đó. Không thì mặc vô để bình thường, để quăng bớt để lên trời để dân bình thường thôi. Nhưng mà là nó cứ cương cứng như hoài, nó không có lên xuống được. Nó ra thì ra tinh dịch, tại con gái vẫn có dịch. Và từ chuyển giới từ nam sang nữ thì vẫn ra tinh dịch, cắt bỏ tinh hoàng nó không ra tinh trùng, nó vẫn ra dịch, là nó là như vậy. Nhưng mà cái dương vật nó cương cứng hoài luôn. Là cái đó là của Đức, của châu Âu, người ta rất là hay và đặc biệt luôn á. Cái này là nói chơi nghe thôi, nói chơi tâm sự nghe thôi. Thì là tại vì lúc trước là em có làm được mấy cái vấn đề mà sức khỏe, làm mấy cái quyền á, thì có nhiều chị đã có thời gian người ta được sinh sống ở châu Âu rồi, thì người ta về đây người ta nói thôi, thì em cũng nghe lại thôi, là ở bên Đức người ta cũng đã làm được luôn cả cái việc mà một người con trai có thể sinh con rồi. Wow. Người ta cấy luôn cả cái bào thai đó vào trai như tụi em. Nhưng mà do đúng đẻ mổ thì đương nhiên khi mà bỏ vô cũng là bỏ mổ và lấy ra cũng phải lấy mổ. Nhưng mà do là đúng không tại không có buồng trứng đâu có thụ vô được, làm một cái bào thai từ ở ngoài nuôi bằng cái lồng kính ở ngoài cho cái bào thai nó thành hình, xong rồi cấy vào bên trong, cấy vào bên trong để cho nó hấp thụ chất dinh dưỡng thôi, không và rồi đủ ngày được ăn không ra. Nhưng mà do là sao ta, do là cái đó nó bị đi ngược cái do là cảnh văn hóa của con người. Trai thì không được đẻ, gái thì phải sinh con, cái đó là cái quyền của nữ giới, của toàn thế giới. Người ta sợ là người ta làm như vậy thì cái văn hóa nó sẽ bị khoa học áp đảo, nó sẽ mất đi cái bình thường. Là một thằng con trai nó có thể đẻ được thì trên thế giới này sẽ rất là nhiều người đàn ông người ta không cần lấy vợ và người ta vẫn có thể có con. Nó bị đi ngược, nó sẽ sợ bị đảo lộn văn hóa của toàn thế giới, ép buộc. Cái nghiên cứu đó, cái dự án đó nó không công bố. Nhưng mà đối với những người làm ngành, đối với những người vận động quyền thì người ta truyền tay nhau, người ta biết được cái điều đó. Nhưng mà để mà công bố, để mà đưa nó ra ngoài thì người ta không làm. Người ta sợ là bị mất cái văn hóa của con người trên toàn thế giới. Cái đó là đụng tới con người, cái nữ quyền của người ta nữa. Anh hiểu không? Mình làm như vậy là cái nữ quyền của người ta bị mất. Nói chung rất là nhiều. Khoa học bây giờ nó rất là hay. Và càng ngày càng nhiều, con người càng thông minh, thành thử ra loài người là cái điều rất là đáng sợ. Thật sự ra là cái gì cũng có thể làm được. Tại vì bây giờ người ta quá thông minh rồi, tất cả nó máy móc hết rồi. Quản lý con người giống như là toàn thế giới phải quản lý hết. Thôi giờ đếm rác để cho anh đứa sao cái gì anh buồn. Đúng không? Thì em chỉ cần đẻ được là anh cưới em thôi. Thì dễ mà, nãy tại vì em nói là biết để cũng có cách mà có không có làm, ở đó người ta không làm, người ta nghiên cứu như vậy thôi. Bây giờ anh có đổ tiền còn ví dụ sau này á, em sau này cũng nghĩ là tới lúc nào đó cũng phải có con đúng không? Có con thì em có thể làm cho chồng của em đi mang thai hộ, có cái dịch vụ mang thai hộ, chồng là mang thai hộ cho chồng em đi thụ tinh cho người ta mang thai hộ. Thank you.
trứng của một cái đó là cả một cái dịch vụ. Không, tại vì phải kia mà hồi xưa với lại không được nữa. Với lại thôi mình đã chuyển giới rồi, mình không, em nói thật sự ra em không có quan trọng cái chuyện suy nghĩ trước, bỏ tinh trùng vô trong ngân hàng trước. Nhưng ngân hàng tinh trùng để nó nuôi. Đông lạnh cứ hàng năm phải đóng tiền để nuôi. Cái đó là cái người ta đã là người ta nuôi mà cái gen thôi chứ không phải là con tinh trùng. Giống như người ta làm cho cái gen đó nó không bị mất đó, thì khi mà thụ thai đẻ xong thì nó cũng được test gen chứ đâu phải nó xác định cái con tinh trùng là từ của người này ra. Nhưng mà về cái gen di truyền thì là có nguyên bản. Nhưng mà em làm thì em sẽ cho chồng em làm, tại vì một khi em đã chuyển giới rồi á, em cũng nghĩ là vậy nè, con cái là cái đó là duyên, không nhất thiết phải là da thịt hay là máu mủ của mình. Quan trọng là mình biết dạy nó thương mình thôi là được rồi, đúng không? Còn cái quan trọng là ngoài xã hội với nhau nè, đối xử với nhau nè, nhìn chung mình dạy nó không bất hiếu, biết lo cho mình. Có phải mình có con là để cho mình về già, để cho nó này kia thành người tốt để lo cho mình về già, thì miễn sao mình dạy nó là được. Còn cái chuyện này kia thì con gái người ta vô sinh vẫn bình thường, thì giờ mình cứ nghĩ mình bị vậy đi cho nó nhẹ. Nhưng mà thật sự là có rất nhiều người ta nói em là rồi đẻ đường nào, rồi bà đặt lấy chồng, cái câu nói đó nó vô ý. Nhưng mà mình nghe nó là nặng thai, nó bị đẻ đường nào, nó cái câu đó là có đầy. Nhưng mà cái đó không có làm đâu anh. Bởi vì nếu như mà làm lỡ bên nước người ta đã làm nhiều rồi, và người ta nhìn chung người ta không công bố, người ta không làm. Nhưng mà về cái nghiên cứu đó, khi mà người ta nghiên cứu thì những người làm về cái vấn đề khoa học, làm về vấn đề quyền, người ta có nghe được cái thông tin này. Và em nghĩ là cũng chính từ những cái người làm quyền, người ta yêu cầu phải bãi bỏ. Theo anh là có nhiều cái mình không biết, ví dụ như là gen của đàn ông là XY đúng không? Đổi lỗi XY đúng không? Là khoa học người ta có thể lấy của mình á, đổi thành XX được mà. Mấy cái đó mình không biết. X nghĩa là vẫn lấy gen của mình nha. À, chuyển mặc dù là tinh trùng nhưng mà lấy cái đó tách ra, lấy giống như là XY thành XX vậy đó. Vẫn được mà. Nghĩa là kiểu như có tiền hay không thôi. Nghĩa là con vẫn là gen của em vậy đó. Vẫn là gen của mình, nhưng mà thực chất là cái đó được hết, nhưng mà tùy thôi, tại mấy cái đó là như em nói đó, không có được quyền công khai. Bao nhiêu đẻ cho anh nữa nè. Chứ nãy giờ anh hỏi rất là kỹ rồi đó, anh nhìn cũng kỹ. Em dám đẻ chứ giờ biết sao. Khổ. Em mới đi nha, em mà đẻ được là em lấy chồng lâu lắm. Cũng vì cái thân phận này mà chớ kêu cuộc đời thì điều tiếng để cho mấy người coi YouTube nghe những câu nói của tụi em là giống như nó thật sự luôn. Người ta có thương mình, chồng mình có thương mình đi chăng nữa thì chồng mình, nếu như mà vì mình và chồng mình bất hiếu thì nó không được. Thành thử ra người ta vẫn biết thương cha mẹ người ta. Thực ra cái chuyện này mình không chắc, nhưng mà mình chỉ thấy là sau cuộc sống này nó mình lại rơi vô cái hoàn cảnh như vậy thôi, mình không hiểu thôi, hiểu không? Mình ước gì mình được bình thường. Thật sự nếu như em mà một đứa con gái bình thường chắc em nói thiệt con em không có bao giờ mà như vậy đâu, em sướng lắm luôn á. Nhưng mà tại trải qua nên mình cũng nghĩ lại, tại vì thật sự khi mà em so sánh em thấy sao có nhiều đứa con gái nó cũng không có giỏi bằng mình đó. Kiểu mình là chuyển giới mà mình cũng có được rất là nhiều. Thật sự là hồi xưa em được chồng em rất là thương nha, chồng em rất là thương em. Chứ mình cũng nhìn lại mình thấy nếu như mình là con gái chắc chắn mình sẽ không phải. Nhưng mà nhiều khi mình là con gái mình lại không được vậy. Ông trời ông đâu có cho ai trọn vẹn, ông cho ông bù đắp, hiểu không? Tại vì đã là BD rồi mà nhiều khi bắt mình cô đơn, bắt mình suốt ngày quạnh quẻo hoài, mình nghĩ đâu mình chết rồi sao mình tự tử mình chết sao, đúng không? Thành thử ra ông cho mình được cái này, mình lấy cái kia. Không tin gan, em có nhiều cái rất là gan. Xưa mà bên Thái Lan đi một, tại vì đi làm mấy cái này là đi một mình, leo lên giường mổ là cột tay cột chân rất khách quy, mình ai cho người nhà mình theo mình tốn tiền, hiểu không? Rồi mình chỉ cái dịch vụ đó bên đó, giống như ở từ bên Việt Nam người ta dẫn mình đi, mình sẽ trả tiền cho người ta nuôi mình, nó đỡ tốn tiền hơn. Người Việt luôn.
nó dẫn mình đi. Ừ, đúng rồi đó, kiểu gì. Em nghĩ là tưởng là